Bữa nay Út Ruộng đi bắt lươn nha các bạn. Chào cả nhà nha. Hôm nay nhóm mình là đi săn nè. Hello. Bữa nay Út Ruộng đi bắt lươn nha các bạn. Đây nè, hang này nè. Không biết cái nước nó nhiều thì nó sẽ làm cái mà hang trên đây. Nhưng mà ở dưới đây thì không biết có hang. Này nước nó rút cạn rồi các bạn. Giờ thử rồi coi. Đó, đúng rồi. Út Ruộng mới sắm được mấy cái đây cái gì con lươn, câu lươn này cả nhà. Thì khửi khửi lên coi địa hình để câu câu lươn cho cả nhà coi nha. Biết lươn hay cua hả? Ở đây có cái hang ngon quá ta. Ủa nó đi mòn ghê hả ta. Cái mương này mà có nước thì nó nhiều lắm mà. Bây giờ nó khô rồi nè cả nhà. Lá nó rụng xuống. Ủa nó còn đi xuống sâu quá. Ôi sao tới đây hết. Ôi trời ơi, con ngộ lắm bạn các bạn. Con gì? Hả? Con gì kỳ vậy? Ừ. Ô con cóc. Trời đất ơi. Con gì kỳ vậy? Hàng lăn cái sao là con cóc. Kỳ vậy ta? Ủa. Ừ, hôm nay nhóm mình cũng đi săn nhưng mà săn sản phẩm này hơi lạ. Ủa rồi còn hang không? Mày biết đâu, con xuống tìm con. Xuống tìm miếng nơi coi. Ý, gì vậy? Làm con gì làm hết hồn. Chưa. Đất nó cũng mềm cũng đỡ ha. Đây, xuống đây được cả nhà. Xuống đây ngon á. Để ruộng lấy cái miếng lá các bạn. Che cái hàng lại chứ để đào đất ở trên nó xuống nó lấp hết. Cao con cóc thì chắc có lẽ là có một con gì nữa. Quay được vậy có tiếp luôn. Có khả quan á cả nhà. Vì nhóm mình cũng chưa có câu lươn bao giờ. Hôm nay thử nghiệm nè, mới đặt được. Đây cả nhà. Đó. Thấy mấy anh đi câu lươn cũng hay quá, cũng vui quá. Nhớ mình thử. Ồ có nước rồi, có nước rồi. Ủa cái hang nước hết. Cái hang xuống nước hết rồi, hết hang này. Mà lại có cái hang trên nữa. Hang trên qua đây nè. Đúng không? Phải không? Phải không? Ừ, nè. Nè. Ồ. Nó đi ngang ngang vậy. Ừ. Ồ. Sao nó đi ngang ngang vậy ta? Thôi nào đào đào vậy cái lụm nó luôn khỏi một câu. Ủa, cái hang này sao đi rồi ta? Rồi đi lên trên luôn rồi. Vậy là không phải. Ủa, rồi. Hang này hang lương mà. Đi ra ngoài đây đi lên trên luôn rồi. Cái này đi kiếm cho anh dễ. Cái hang vừa rồi không có rồi cả nhà. Nhìn lúc đầu khả quan nhưng mà đào hết hang luôn là không có, lương nó đi mất rồi. Khổ quá. Đang đi kiếm nữa nè. Tượng ốc bự chứ à. Còn sống luôn nè. Ngon lành. Ơi, ốc ốc bu đen này cả nhà. Ốc nhồi á. Ủa vô. Cái hang này
đó. Ngon, cái này được nè. Ngon, ngon, ngon. Cái này được nè. Mà sao cái hang nó không có lá, dấu chân cua không à? Đào ra một miếng tới nước luôn kìa. Còn nó chia ra làm hai bên luôn hả? Ừ. Ô, bự cho bá luôn rồi. Con cua. Ủa cái hang vô bự dữ hả? Cả nhà thấy không? Cái hang hơi bị to luôn. Ủa út đụng con cua rồi hả? Cái hang này cũng cũ à. Cái này là hang cũ. Để xuống đây coi cho nó coi. Nó có hàng mới rồi. Cái hàng nào nó ra ra ngoài đó là nó lại lên trên, lại chui lên trên. Cái hàng này đụng cua. Bóc con cua lên. Bóc con cua lên. Rồi hôm nay đi bắt cóc với bắt cua. Bắt này, bắt lươn. Nãy hang đầu mình đụng con cóc, giờ hang hai đụng con cua. Đó, cũng bự á chứ. Trời đất ơi. Không may mắn này cả nhà. Vừa phát hiện được một cái hang thứ ba nữa nè cả nhà. Không biết là hang này có con gì khác con cua với lại con cóc luôn cả nhà. Ông bự chà bá luôn rồi. Nè. Đó. Một con cua nữa. Trời ơi. Con lẽ nay đi bắt cua ta. Đây nè cả nhà. Ây da nó kẹp. Đó. Một con cua. Kiểu này chắc hang nào cũng có con cua à. Bự cho bá. Nhưng mà hình như nãy là con cua nó nằm ở phía trên mà đúng không? Cái xuống miếng là ngập nước rồi nè. Kiếm cái hang ngon ngon câu thử cho cả nhà xem. Mình cũng thử nghiệm câu lươn, test thử bộ đồ nghề câu lươn rồi bự vậy sao câu được. Giờ cái ram hình thử lấy cái lưỡi câu út giấy nữa coi. Đây này cả nhà, mình định móc một ốc vô cái lưỡi câu. Giờ câu thử nè. Nào. À. Móc vô cái lưỡi câu thả xuống thử. À. Xé miếng ốc móc vô nè cả nhà. Thả xuống đây câu thử rồi sao? Đồ trên mạng mua 90% là giả. Điều. Ủa cái hang bên trái hả? Nó đi vô trong luôn, thành ra nó đi chui vô bên trong nó làm hai hang nữa nè. Ủa ở trên có hang nữa kìa. Đây nè. Đó đó. Ồ gỡ nó bóng rồi. Hình như giống cái mộng hay gì á. Giống cái mộng. Ồ nó chui lên kìa. Ủa cái bọng nó kỳ kỳ vậy ta. Thử lại một con cua nữa kìa. Kỳ vậy ta. Thử lại một con cua nữa kìa. Trời đất ơi. Tổng cộng nãy giờ có 3 con cua rồi cả nhà. Mày bắt bằng máy thì dễ quá. Tọt cái biết có biết nó ở đâu liền.
mà giờ mình moi ra vậy chắc cũng khó câu á. Chỉ có đào tới bắt nó thôi chứ. Moi ra vậy nó nhát sao câu được. Cái bọng nó đi dài tới bên kia luôn kìa. Đào, quyết định là đào luôn cả nhà. Chứ giờ mình đào hoài nó không ăn. Quậy kiểu này rồi nó nhát rồi. Cái địa hình đây cũng nó vô ba bốn hang không biết cái hang nào đấy. Để không biết nó ở đâu để mà câu quá cả nhà. Đào rồi, giờ đào bấy ra luôn. Có thì bắt nó luôn. Không có thì mình đem mấy con cua về mình luộc ăn luôn. Nhưng mà nhìn thấy cái hang này nó có vẻ là nó khả quan hơn hai cái hang hồi nãy. Nhìn nó ngon hơn, nó đẹp hơn. Mới đây, bên này cũng là một đường đi qua, qua đây nó lại chẻ ra hai đường nè cả nhà. Bên này nãy thì moi tới nơi rồi, là hết hang. Bên này giờ tiếp tục moi nè. Giờ bắt lương đào tới hang luôn, giống như đi bắt chuột đó cả nhà. Chết tôi rồi. Hang vẫn còn là ok. Còn không. Chỉ có sợ là hết hang thôi. Đất này cũng mềm, đào cũng dễ cái cả nhà. Đào sẽ hơi mất sức cơ ta. Ui, hang nó còn đi xa dữ vậy hả? Ừ. Nếu mà con ở đây mà có lương là con này bự á. Sao rồi, tình hình sao rồi? Tình hình mất tiêu. Ủa, mất hang luôn hả? Hết hang. Cái hang nó đi xa ghê chứ này cả nhà. Qua tới bên này. Tới tuốt ngoài đó rồi đó. Ủa, cái rễ cây hả? Cái cây. Ồ, có lương, có lương. Ôi trời đất ơi. Có lương. Con lương đó không phải nó đâu. Con lấy con lương nhỏ mà ở cái hang bự dưới ta. Nhưng mà cũng gọi là có lương rồi cả nhà. Có năng lượng rồi. Con này nhỏ xíu rồi các bạn. Lương bé xíu à. Có cái hang đi. Có cái hang đi giúp qua đây nè. Còn hang cả nhà. Không biết. Không biết cái hang. Lương này chẳng đi. Được. Đào à. Lương không to nhưng mà có lương. Để coi coi là còn không còn cái nhà. Hang đó nữa mà. Hang nó chưa hết mà. Chứ không lẽ con lương nó xíu đâu mà nó đào hang bự dữ à. Đất sình dẻo. Nó phục hang chút. Nè, nó sình chút. Cái hang này nếu mà lương nó đi gích thì nó sẽ có nhớt. Hang này nó có nhớt. Đi dữ người ta. Theo lý nếu mà
con lươn ở trong hang này nó phải bèo nào phải nửa ký chứ. Lên trên mặt cái nào có chút xíu. Ủa, rồi có hang lên trên nữa hả? Tùm lum luồn tu. Quá hớp cái hang này rồi. Trời ơi. Đào tới rồi. Ú. Trời nó ở sâu dữ vậy nè. Rồi cuối cùng. Nào chưa phải bóc lên được mới được. Nó nè cả nhà. Nó hết đi được rồi. Đó. À, nó chui kìa. Hấp. Ơi. Đúng rồi, phải con lươn phải bự vậy chứ. Chứ đây cả nhà nè. Đó, cái hang cỡ này mà nghĩ sao mà con lươn nhỏ xíu như nãy được đúng không? Đó. Quá to luôn nè cả nhà. Cỡ ba lạng á. Lên được con lươn nè cả nhà. Quá đuối luôn. Bắt nữa nè các bạn. Chắc ba lạng. Nó cũng đừ luôn, đi hết nổi luôn. Mình đào tới cái nó đi, tàu tới cái đi nữa, đi đi riết. Trời ơi nè, với cả nhà thấy không? Đó. Đâu có dễ ăn nó. Đi trời ơi, vòng quanh luồng tuôn nè. Mới lên được đó. Nhưng mà rất là đã luôn nè. Trời ơi, cả ba lạng á cả nhà. Ba lạng, con này tầm ba lạng hơn ba lạng. Đổ hết lít mồ hôi rồi mới bắt được nó. Mà bắt lên là nạp năng lượng lại liền, tỉnh lại liền. Trời ơi, cái đã. Chú nó chui, mình chui lúc ở dưới cái lỗ đó luôn các bạn ơi. Nè, mình mẩy nè, xình, xình ơi là xình. Quá hớp. Ngon, 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 vậy giờ có hàng là ngon rồi. Giờ đi kiếm coi còn hang nữa không cả nhà. Mượn nữa cái đầu.